Việt Nam bắn đại bác trong lễ đón Tổng thống Putin. Khi Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Vladimir Putin theo nghi thức cấp nhà nước thì 21 loạt đại bác vang lên. Dàn pháo lễ tại Hoàng thành Thăng Long khai hỏa 21 loạt đại bác. Bắn đại bác là nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất, thường được áp dụng trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 45 chuẩn bị cho màn khai hỏa đại bác. Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội khoảng 34 độ C, trời nắng oi. Các chiến sĩ kiểm tra khí tài trước khi khai hỏa. Để tham gia vào đội hình khai hỏa, lữ đoàn 45 lựa chọn thẩm định chiến sĩ cả về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe và có kinh nghiệm huấn luyện. Thao tác giật dây khai hỏa đại bác diễn ra sau hiệu lệnh. Thân pháo lễ được trang trí bằng quốc kỳ, quốc huy Việt Nam và quân kỳ quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Vladimir Putin theo nghi thức cấp nhà nước tại Phủ Chủ tịch, tiếng đại bác vang lên. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Putin dự kiến hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam để thảo luận về quan hệ song phương và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Putin được coi là sự kiện mang tính biểu tượng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Ông Putin từng đến Việt Nam 4 lần, trong đó 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức và cấp nhà nước vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần còn lại vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC do Việt Nam đăng cai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.